Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với nhà vườn của Nhân Lê nha. Hôm nay Nhân Lê về cái lô phôi mới giao lưu cùng bà con nha. Tri ân bà con dịp Tết mua 5 cây tặng 1 cây nha bà con, giá mềm dễ chơi luôn. Sau đây mời bà con và các bạn cùng giao lưu với nhà vườn ạ. Rồi, anh chào Nhiên. Dạ, em chào anh Liêm, chào quý cô chú anh chị đang xem clip của em. Hôm nay em giao lưu phôi thái Mỹ cô chú anh chị. Rồi để không làm mất thời gian cô chú anh chị, em giao lưu mã số 1 không ạ. Nhà vườn em là mua 5 tặng 1 cô chú anh chị. Cây mã số 1 đo được vành là 19. Tổng cao là 60. Bộ đế của nó sổ là 36. Cái mã số 1 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã số 1. Rồi em xuống mã số 1 lên tiếp tục mã số 2. Số 2 em đo được hoành là 20. Tổng cao là 50. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã số 2 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 trong phôi hoa giấy Mỹ mã số 2. Rồi em xuống mã số 2 lên tiếp tục mã số 3. Mã số 3 em đo được vành là 24. Tổng cao là 61. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã số 3 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ mã số 3. Rồi em xuống mã số 3 lên tiếp tục mã số 4. Mặt hoa của nó là màu hồng cánh sen nhĩ trắng của chú anh chị. Số 4 đo được vành là 19. Tổng cao là 65. Bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã số 4 này em xin giao lưu là 140.000. Bao sóng bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã số số 5. Số 5. Em đo được vành là 19. Tổng cao là 65. Bộ đế của nó sổ là 32. Cây này một ghế con lắc nha bà con. Dạ, cái mã số 5 này em xin giao lưu là 130.000. Bao sóng bao phí ship toàn quốc, mua 5 được tặng 1 luôn cô chú anh chị. Rồi em xuống mã số số 5, lên tiếp tục mã số 6. Số 6. Số 6 đo được vành là 18. Tổng cao là 63. Bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã số 6 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000. Ủa 140.000 ơi cô chú anh chị. Số 6 140.000. 140 cho mã số 6. Dạ, rồi em xuống mã số 6 lên tiếp tục là mã số 7. Số 7 cây giáng bay. Số 7 em đo được vành là 20. Tổng cây là 59. Bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã số 7 này em xin giao lưu là 120.000. 120.000 cho mã số 7, bao sóng bao ship toàn quốc. Rồi em xuống mã số 7 lên tiếp tục mã số 8. Tiếp theo mã số 8. Số 8 đo được hoành là 17. Tổng cây là 55. Bộ đế của nó sổ là 35. Cái mã số 8 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã số 8 một cây giáng bay. Rồi em xuống mã số 8 lên tiếp tục mã số 9. Số 9 em đo được vành là 20. Tổng cao là 64. Bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã số 9 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho một hồi hoa giấy Mỹ giáng bay. Mã số 9. Rồi em xuống mã số 9 lên tiếp tục là mã số 10. Số 10 em đo được vành là 21. Tổng cao là 55. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã số 10 này em xin giao lưu là 140.000. Cho một phôi hoa giấy Mỹ mã số 10. Rồi em xuống mã số 10 lên tiếp tục là mã 11. Mười một em đo được vành là 20. Tổng cây là 58. Bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã số 11 này em xin giao lưu là 140.000. Bao sóng bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 11 lên tiếp tục mã 12. 12 là một cây giáng bay.
Em đo được hoành là 20. Tổng cây là 62. Bộ đế của nó sổ là 35. Cây mã 12 này em xin Zalo là 140.000. 140.000 cho mã 12. Rồi em xuống mã 12 lên tiếp tục là mã 13. Cây đế sổ dài quái luôn. Mã 13 em đo được hoành là 23. Tổng cây là 46. Bộ đế của nó sổ là 33. Cây mã 13 này em xin Zalo là 180.000. 180.000 cho voi hoa nhớ Mỹ mã 13. Rồi em xuống mã 13 lên tiếp tục mã 14. Mua 5 nhà vườn em tặng được 1 cây nữa là 6 cây của chú anh chị. Em đo được hoành là 21. Tổng cao là 47. Bộ đế của nó sổ là 32. Cây mã 14 này em xin Zalo là 180.000. 180.000 trong phôi hoa nhớ Mỹ mã 14. Cây đế rất là đẹp, lực. Rồi em xuống mã 14 lên tiếp tục. 15. 15. Một rễ cho lắc. 15 em đo được hoành là 19. Tổng cây là 57. Bộ đế của nó sổ là 29. Cây mã 15 này em xin Zalo là 120.000. Chỉ có 120.000 thôi nha cô chú anh chị. Bao sóng bao ship toàn quắc luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 16. Em đo được hoành là 22. Tổng cao là 70. Bộ đế của nó sổ là 34. Cây mã 16 này em xin Zalo là 170.000. 170.000 cho mã 16 luôn ạ. Rồi em xuống mã 16 lên tiếp tục mã 17. 17 một cây khá là to. Cây dáng trực. Em đo được hoành là 32. Tổng cao là 68. Bộ đế của nó sổ là 28. Cây mã 17 này em xin Zalo là 300.000. 300.000 trong cây dáng trực rất là to cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 17 lên tiếp tục mã 18. Nhà vườn bao ship nha bà con. Mua 5 cây được khuyến mãi tặng thêm 1 cây 6. Mười tám em đo được hoành là 21. Tổng cao là 52. Bộ đế của nó sổ là 37. Cái mã 18 này em xin Zalo là 150.000. 150.000 cho mã 18 luôn cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 18 lên tiếp tục là mã 19. Chín một cây nhắn bay. 19 em đo được hoành là 26. Đặt. Tổng cây là 68. Bộ đế của nó sổ là 35. Cây mã 19 này em xin Zalo là 200.000. 200.000 cho mã 19 luôn ạ. Rồi em xuống mã 19 lên tiếp tục mã 20. Mã 20 em đo được hoành là 26. Tổng cao là 66. Bộ đế của nó sổ là 33. Cây mã 20 này em xin Zalo là 180.000. 180.000 cho mã 20 luôn ạ. Rồi em xuống mã 20 lên tiếp tục. Mã 21. 21 em đo được hoành là 28. Tổng cao là 57. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã 21 này em xin Zalo là 200.000. 200.000 cho mã 21. Bao sóng bao ship toàn quắc luôn. Rồi lên tiếp tục là mã 22. Tiếp theo mã 22 là một cây quái. Co lắc. Đo được hoành là 20. Tổng cây là 55. Bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã 22 này em xin Zalo là 150.000.
bao sống bao ship toàn quốc, mua 5 tặng 1 nữa cô chú anh chị. Tiếp theo là em lên mã 23. 23 em đo được hoành là 17. Tổng cao là 50, bộ đế báo sổ là 30. Cái mã 23 này em xin Zalo là 140.000. 140.000 cho mã 23. Rồi em lên tiếp tục là mã 24. Em đo được hoành là 20. Tổng cao là 49. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã 24 này em xin Zalo là 130.000. 130.000 cho mã 24. Rồi em lên tiếp tục là mã 25. 25 là một cây củ đặc lùng lực rất là đẹp như một con ơi. Hai mươi lăm đo được hoành là 32, tổng cao là 50, bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 25 này em xin Zalo là 300.000, 300.000 cho mã 25 luôn ạ. Rồi số mã 25 lên tiếp tục mã 26. Hai mươi sáu đo được hoành là 25, tổng cao là 57, bộ đế nó sổ là 34. Cái mã 26 này em xin Zalo là 230.000. Hai trăm rễ khá là to. Dạ 30.000 cho mã 26. Rồi em lên tiếp tục là mã 27. Một cây dáng bay đo được hoành là 27, tổng cao là 80, bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã 27 này em xin Zalo là 250.000. 250.000 bao sống bao ship toàn quốc luôn, mua 5 được tặng 1. Rồi em lên tiếp tục là mã 28. 28 cây này mình sửa dán đổ cũng có thể được nha. Em đo được hoành là 24, tổng cao là 63, bộ đế của nó sổ là 40. Cái mã 28 này em xin Zalo là 130.000. 130.000 cho mã 28. Rồi em xuống mã 28 lên tiếp tục mã 29. 1 cây bonsai white. 29 em đo được hoành là 21. Tổng cao cây là 50. Bộ đế của nó sổ là 37. Cái mã 29 này em xin Zalo là 140.000. Bao ship bao sống toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 29 lên tiếp tục mã 30. Để sổ quái luôn. 30 em đo được hoành là 25. Tổng cao là 55. Bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã 30 này em xin Zalo là 230.000. 230.000 cho mã 30 luôn ạ. Rồi em xuống mã 30 lên tiếp tục mã 31. 31 đo được hoành là 24, tổng cao là 52, bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã 31 này em xin Zalo là 230.000. 230.000 cho mã 31. Rồi em lên tiếp tục là mã 32. Em đo được hoành là 30, tổng cây là 50, bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã 32 này em xin Zalo là 250.000. Bao sống bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 33. 33 em đo được hoành là 23, tổng cao là 56, bộ đế của nó sổ là 35. Cái mã 33 này em xin Zalo là 180.000. Nhìn kỹ cây quái là đẹp đó cô chú anh chị. 33 180.000. Rồi em xuống mã 33 lên tiếp tục mã 34. Cây dáng trực em đo được hoành là 19, tổng cao là 70, bộ đế của nó sổ là 29.
Cây mã 34 này em xin giao lưu là 120.000. Cây dáng trực rất là đẹp luôn cô chú anh chị, chỉ có 120 thôi. Rồi, em lên tiếp tục là mã 35. 35. Em đo được hoành là 22. Tổng cao là 50. Đế của nó sổ là 33. Cái mã 35 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000. Cái mã 35. Rồi em lên tiếp tục là mã 36. Em đo được hoành là 24. Tổng cao là 56. Bộ đế của nó sổ là 39. Cái mã 36 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 36. Rồi em xuống mã 36, lên tiếp tục mã 37. Em đo được hoành là 19. Tổng cao là 48. Bộ đế của nó sổ là 28. Cái mã 37 này em xin giao lưu là 130.000. Nhìn nó dễ đó. 130.000 cho mã 37. Điều số đó đó. Rồi em lên tiếp tục là mã 38. Tiếp theo một cây đế sổ dài, mã 38. Em đo được hoành là 16. Tổng cao là 55. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã 38 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 38 luôn. Rồi em xuống mã 38, lên tiếp tục mã 39. Em đo được hoành là 17. Tổng cao là 57. Bộ đế của nó sổ là 29. Cái mã 39 này em xin giao lưu là 140.000. Bao sóng bao ship toàn quốc luôn, mua 5 tặng 1 của cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp theo là mã 40. Em đo được hoành là 20. Tổng cao là 53. Bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã 40 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 40. Rồi em xuống mã 40, lên tiếp tục mã 41. Cây bonsai. Em đo được hoành là 18. Tổng cây là 54. Bộ đế của nó sổ là 36. Cây mã 41 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000. Rồi em xuống mã 41, lên tiếp tục mã 42. Em đo được hoành là 18. Tổng cao là 54. Bộ đế của nó sổ là 30. Cây mã 40. Cây mã 42 này em xin giao lưu là 130.000. Bao sóng bao ship toàn quốc cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 42, lên tiếp tục mã 43. 43 em đo được hoành là 19. Tổng cao là 55. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 43 này em xin giao lưu là 140.000. Bao phí ship bao sóng toàn quốc luôn ạ. Rồi em xuống mã 43, lên tiếp tục mã 44. Em đo được hoành là 19. Tổng cao là 60. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã 44 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 44. Nhà vườn thì bao ship bao sóng, mua 5 được khuyến mãi 1. Rồi em lên tiếp là mã 45, đo được hoành là 15. Tổng cao là 56. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 45 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 45. Mặt hoa của nó là màu hồng cánh sen nhĩ trắng thôi cô chú anh chị. Em đo được hoành là 19. Tổng cây là 56. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 46 này em xin giao lưu là 140.000. Rồi em xuống mã 46, lên tiếp tục mã 47. 47 em đo được hoành là 17. Tổng cao cây là 52. Bộ đế của nó sổ là 27. Cái mã 47 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 47. Rồi lên tiếp tục là mã 48. Em đo được hoành là 24. Tổng cao cây là 52.
Ở đây có nói sổ là 30. Cái mã 48 này em xin Zalo là 160.000. 160.000 cho mã 48. Rồi, em lên tiếp tục là mã 49. Đo được hoành là 27. Tổng cao là 56. Bộ đế của nó sổ là 28. Cái mã 49 này em xin Zalo là 140.000. Bao phí ship, bao sống toàn quốc của chú anh chị mua 5 tặng 1. Rồi, xuống mã 49 lên tiếp tục mã 50. 50 em đo được hoành là 20. Tổng cây là 54. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 50 này em xin Zalo là 140.000 luôn. 140.000 cho mã 50 luôn. Rồi mã 50 này là cũng mã cuối clip của em. Cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em ạ. Rồi em xin hết ạ. Rồi anh cảm ơn Nhi nha. Mến chào bà con. Hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo ạ. Bye bye bà con nha.